Còn bây giờ phần cuối của chương trình ngày hôm nay sẽ là những câu chuyện truyền cảm hứng của tiêu mục Sống Đẹp. Trong cái thời đại số này có một thứ mà khiến cho nhiều người cảm thấy trăn trở khi nó bị mất đi, đó chính là thói quen đọc sách. Cá nhân tôi là một người rất là thích đọc sách và nghĩ rằng sách là nơi khởi nguồn của rất nhiều những ước mơ. Từ những góc sân và khoảng trời, từ những cái nhân vật, từ những chuyến du ký, nó là mở ra cả một cái thế giới cho rất là nhiều những người trẻ trong cái thời điểm hiện tại. Tuy nhiên chúng ta có thể thấy là cuộc sống với những cái bất bình đẳng và dẫn đến là đôi khi những cái thứ tưởng như là bình thường nhất như là một quyển sách còn thơm mùi giấy mới, còn thơm mùi tri thức thì vẫn chưa thể đến được với những cái hoàn cảnh khó khăn là các em nhỏ. Dạ vâng ạ, và mới đây tại không gian phố cổ Hà Nội thì có một cái mô hình sách rất là thú vị đã được thực hiện và dành cho những cái người mà đam mê yêu sách, mang đến những trải nghiệm đặc biệt cho những người yêu văn hóa truyền thống, yêu văn hóa đọc, khi mà những vị khách lại chính là những người tự phục vụ để tìm ra cuốn sách mà mình yêu thích. Không người quản lý, các giá sách được trưng bày để người mua tự do tìm kiếm, đọc sách và tự thanh toán theo nhu cầu của bản thân. Đây là điều độc đáo mà tiệm sách Những Vì Sao thực hiện. Khác biệt và có phần táo bạo, nhưng mô hình này gửi gắm trong đó nhiều niềm tin của những người Việt về việc xây dựng một nền văn hóa đọc văn minh. Khi mà bọn mình đưa ra ý tưởng ấy, thì hầu như mọi người xông vào can và nói là chỉ sau vài ngày có khi không còn đâu, hoặc là nó hỏng sách, hoặc là nó mất, hoặc là có khi đến cái giá cũng không còn. Có những người nói vui như thế, nhưng mà bọn mình có một niềm tin là cũng có thể là nó sẽ mất, nhưng mà không nhiều. Mình tin vào những người thích đọc sách. Bản thân mình cũng có một cái mong muốn là mang đến một cái trải nghiệm mua sách thú vị hơn, lan tỏa tình yêu đối với việc đọc sách và tìm hiểu về văn hóa Việt Nam. Không đặt nặng lợi nhuận mà là sự trân trọng, là tình yêu với sách. Tiệm sách nhỏ nhận được nhiều sự yêu mến của công chúng khi truyền tải nhiều giá trị văn hóa Việt thông qua không gian bài trí mang đậm nét đẹp văn hóa Việt Nam. Lần đầu tiên tôi được một trải nghiệm một cái không gian đọc sách khá là thú vị và độc đáo. Tại vì vừa đến đây thì tôi thấy là có rất nhiều những cái vật dụng, những cái trang phục của dân tộc thiểu số. Nó được xen kẽ cùng với không gian sách thì tôi thấy nó rất là hài hòa, rất là phù hợp. Và cái cách mà phục vụ như thế này, tại vì hầu hết những người đến đây là những người yêu sách, mà những người yêu sách thường là những người rất là nhân văn và có văn hóa nên họ rất là tự giác. Nên là những cái mô hình mà chúng ta có thể tự phục vụ như này thì cũng không quá là đáng lo ngại. Và hoàn toàn mình có thể tự chọn những cuốn sách mình yêu thích. Cái lớn hơn ở đây không phải là tính đến cái chuyện là sẽ bán được bao nhiêu sách, thu được bao nhiêu tiền. Cái quan trọng là sẽ phổ biến được cái văn hóa đọc và nâng cao cái văn hóa ý thức tự giác của mọi người, nhất là giới trẻ. Tức là không chỉ đơn giản là sách, không chỉ là chuyện mua bán một cái thứ cuốn sách mà mình cần, đó là cái cảm nhận văn hóa. Và chắc chắn là vừa là có sách lại vừa có thể nhìn thấy những cái vật dụng mà rất là thú vị. Thông qua không gian bài trí mang đậm nét đẹp văn hóa Việt Nam, tiệm sách tự phục vụ hay chính là tiệm sách của niềm tin, của những giá trị tốt đẹp. Ở đó, sự được mất được trao đổi bằng niềm vui mang lại cho đời, cho những người yêu sách, cho những ước mơ gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống Việt Nam.